Hôm nay mình chia sẻ đến cho anh chị và các bạn là kinh nghiệm để chúng ta nhân giống loài hoa cúc các bạn nhé. Hiện tại thì các dòng hoa cúc thì chúng ta có nhiều dòng khác nhau, nhưng mà đại đa số thì chúng ta đều nhân giống được các bạn. Có nghĩa là chúng ta có thể là trồng bằng thân, bằng cách là dâm canh của nó, hoặc là chúng ta có thể là gieo bằng hạt. Như ở đấy là hoa cúc vàng thì mình có thể là ngắt cái phần ngọn này, sau đó là mình đem đi trồng và một thời gian thì nó ra rễ, nó nảy mầm. Như các bạn xem ở đây, đây là một cái ngọn mà mình hôm trước là mình cắt ở đây này, mình cắt ở đây xong mình đem xuống đây mình cắm, và hôm nay thì nó bắt đầu là nó nảy mầm trở lại rồi các bạn này. Còn cái này thì mình cắm hơi già quá và nó hơi lọng nên là nó héo. Còn như này thì mình cắm thì nó sống rồi các bạn này, các bạn thấy chưa? Và thực tế thì mình quay lại cho các bạn xem đây. Đây là hai bầu mà hôm trước là mình đã ươm ở đây, và nó bắt đầu là nó mọc mầm trở lại rồi. Đây, nó ra rễ luôn luôn các bạn nhá. Đây các bạn thấy chưa? Nó ra rễ ở dưới này luôn. Đấy, đây là hôm trước là cái ngọn mình cắt và hôm nay thì nó mọc lại. Và tiếp tục là cho các bạn xem cái bầu này nhá. Đây các bạn thấy chưa? Các bạn thấy nó ra rễ đây không? Đây, phần rễ của nó phát triển. Cái này là với cái viên nén ươm hạt các bạn nhá. Người ta làm bằng sơ dừa thì mình cắt cái ngọn của nó, mình bó vào đây. Thì hôm nay thì đây là cái hoa cúc thì nó nảy mầm lại như thế này. Nên vậy là chia sẻ lại cho anh chị và các bạn là chúng ta nhân giống hoa cúc bằng cách là cắt ngọn của nó ra, chúng ta ươm. Hoặc là nếu mà bạn nào cần hạt giống thì các bạn có thể là kết nối với bên mình để bên mình cung cấp hạt giống nhá. Như ngọn này thì mình cắt là mình đem đi ươm là nó sống tốt rồi. Đấy, chia sẻ lại cho anh chị và các bạn là kinh nghiệm để nhân giống các loài hoa, đặc biệt là hoa cúc. Đấy, review lại cho các anh chị và các bạn nhá. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể là bình luận dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.